nuôi trong cái chậu C7 như vậy, nuôi cho nó đi cái cơi đọt mới, nó sẽ ra rễ nhiều, rồi quý bà con chúng ta về trồng thì hoàn toàn là nó không còn hao luôn nha bà con. Hôm nay thì Liên cũng muốn chia sẻ cho quý bà con chúng ta về một loại cây giống, đó chính là cái cây Sabo Mexico nha bà con. Sabo Mexico thì chúng ta trồng chỉ trong vòng là từ 18 tháng thì bạn này có thể ra trái bói nha. Thể loại cây giống của bên trung tâm cây giống là cây chiết nên bạn này cho trái rất là sớm. Nhiều khi mà quý bà con chúng ta về trồng 5 tháng thì bạn này sẽ ra hoa nha bà con. Còn khi mà để 10 tháng thì bạn này sẽ ra trái rồi. Nhưng mà những cái lứa trái đó, những cái lứa bông đó thì chúng ta nên lặt bỏ hết bà con, để cho cái cây nó suy thôi chứ không có mang lại cái nguồn kinh tế sau này cho quý bà con ha. Còn khi mà chúng ta muốn để trái để kinh doanh thì từ 18 tháng trở lên thì chúng ta để trái nha, để trái sớm quá thì cây nó sẽ bị suy sớm á bà con. Còn cây của bên trung tâm cây giống là chiết xuống thì sẽ sang cái chậu như vậy nè nha bà con, sang cái chậu C7 là sẽ nuôi lại. Đây, bà con thấy không? Chiết xuống nuôi lại cho nó ra rễ nhiều rồi bên trung tâm cây giống mới xuất nha bà con. Cái cây chiết xuống thì giao liền cho quý bà con chúng ta thì trồng nó sẽ yếu hơn nha bà con. Cái tỷ lệ nó hao thì nó có rất là nhiều. Cây giống thì nó sẽ không có đạt hả bà con. Còn riêng về cái phần mà bên trung tâm cây giống giao hàng cho quý bà con, hoàn toàn là cây nuôi hết nha. Cái cây nuôi nè bà con. Nuôi trong cái chậu C7 như vậy. Nuôi cho nó đi cái cơi đọt mới, nó sẽ ra rễ nhiều. Rồi quý bà con chúng ta về trồng thì cái cây nó đỡ hao hơn rất là nhiều. Hoàn toàn là nó không còn hao luôn nha bà con. Sabo Mexico nè. Sabo Mexico thì thể loại trái nó tròn nha bà con. Cái trọng lượng của trái thì từ 3 trái 1 kg, 2 trái 1 kg, có khi thì cũng 4 trái 1 kg nếu chúng ta chăm sóc tốt hơn, lên tới là 700 g đến 800 g nha bà con. Trái thì ăn rất là ngon, cái trong ruột thì nó màu đỏ nâu. Nó có hạt nha. Nó có hạt, nó giống như Sabo lần mứt của chúng ta như vậy nhưng mà thể loại trái tròn, trái to hơn hả bà con thì giá trị kinh tế nó sẽ cao hơn. Cái trái Sabo Mexico này thì cho trái quanh năm luôn nha bà con. Một lứa trái như vậy chúng ta hái được thì khoảng là từ 20 ngày đến 1 tháng. Tùy theo cổ trái đó ha con, nếu như chúng ta mà vô đợt nhiều, cái trái nó rộ thì chúng ta có thể là từ 20 ngày thì chúng ta có thể hái được một đợt trái. Còn nó không vô cổ thì từ 1 tháng, có khi 1 tháng 10 ngày thì chúng ta mới hái được một đợt trái, nhưng mà cho trái quanh năm. Cho trái rồi thì trên cây của chúng ta lúc nào cũng có trái hết bà con. Trồng mà những loại cây mà cho trái truyền, cho trái quanh năm thì kinh tế rất là ổn định nha bà con. Chị ơi, muối gì vậy? Còn cái giá trị trái của cây Sabo Mexico này mang lại là từ 40.000 đến 60.000 trên 1 kg là giá hiện tại nha bà con. Có khi bạn này có lên tới 70.000 đến 80.000 trên 1 kg, nhưng mà chỉ có 3 trái 1 kg, 2 trái 1 kg, 4 trái 1 kg nha bà con. Tùy theo cái đợt trái và tùy theo cái kỹ thuật của chúng ta nuôi cây như thế nào ha. Còn cái Sabo Mexico này, cái vùng của quý bà con chúng ta mà hay bị nhiễm mặn á thì chúng ta có thể trồng được nha bà con, còn nhiễm phèn thì cũng có thể trồng được luôn. Sabo Mexico này, cái sức đề kháng nó rất là tốt, nó kháng được bệnh rất là cao nha bà con. Hầu như là Ly cũng thường xuyên đi vườn để quan sát, nhưng mà bạn này thấy thì nó hay bị con rầy nó đu á bà con. Còn khi mà đi cơi non á, cũng có sâu nó cắn lá nữa, nhưng mà tỷ lệ bệnh trên lá hoặc bệnh trên rễ á bà con thì nó rất là ít, hoàn toàn là không thấy luôn. Chúng ta chỉ có ngừa sâu ha, ngừa rầy, cái con rầy trắng á bà con. Thể loại rất là dễ trồng, bạn này thuộc về tốt cây giống dễ trồng hả bà con, cho trái quanh năm, thu hoạch định kỳ. Bạn này cũng là cái cây tiềm năng nữa nha bà con, giá trị kinh tế cũng rất là cao. Ly cũng thường xuyên cập nhật cho quý bà con chúng ta tham khảo về giống Sabo Mexico này rồi. Còn ngoài Sabo Mexico ra thì cũng còn cây Sabo lòng mứt nữa ha bà con. Đây, bên trung tâm cây giống soạn hàng ra chuẩn bị lên xe đây. Sabo lòng mứt nè. Sabo lòng mứt thì cái cây nó sẽ cao hơn rất là nhiều nha bà con. Cái cây nó to hơn. Tại vì thể loại cây Sabo lòng mứt cái vườn nhân giống nó sẽ cái cây nó to hơn thì chiếc những cái cây nó sẽ cái nhánh nó sẽ to hơn. Cái nhánh này nó cao gấp 2 cái Sabo Mexico bà con. Cây rất là đẹp. Hoàn toàn là nuôi lại hết nha. Sabo, thể loại Sabo thì chúng ta trồng thì nó sẽ cho trái quanh năm. Cho trái truyền, một đợt trái như vậy là từ 20 ngày đến 1 tháng hoặc là 1 tháng 10 ngày nha bà con, tùy theo khổ trái á. Cây rất là đẹp nè. Còn đây là những cái vị khách đến trung tâm cây giống để mua sầu riêng hả bà con. Anh chị này thì chọn cái sầu riêng Moskin. Cũng đang lên hàng sầu riêng Moskin nữa hả bà con. Còn anh dưới đây thì ảnh đầu tư về sầu riêng Thái. Tùy theo chủ đầu tư, sầu riêng Thái và sầu riêng Nguyên Sáo. Thì trên thị trường của chúng ta thì có rất là nhiều rồi. Nhưng mà sầu riêng Moskin thì giống rất là mới nha bà con, ăn rất là ngon. Ly cũng thường xuyên cập nhật cho quý bà con chúng ta tìm hiểu về cái giống sầu riêng Moskin này ha. Còn quay lại cái tiêu đề chính đây nha bà con, lạc đề quá.
thì sẽ quay lại cho quý bà con chúng ta xem một lần nữa nha. Sabo Mexico nè, bên trung tâm cây giống chiết phải là từ 2 nhánh đến 3 nhánh nha, không phải chiết đơn nha. Có nhiều đơn vị thì người ta chiết một nhánh như vậy, thì một nhánh như vậy thì có thể là chiết ra được một hai cây đến ba cây hết là con. Còn riêng bên ly là cái nhánh này, chiết nè, bà con thấy không, rất là cứng cáp ha. Cây một cây như vậy nó ra cũng rất là nhiều chi rồi nè, ba chi này ha bà con. Còn bên đây nữa nè, ở trên nữa nè, còn bên đây nữa nè, một cây như vậy là nó tầm khoảng là 10 chi như vậy ha bà con, cái chèo á. Còn cái gốc ở dưới này thì chiết trong những cái nhánh này, ngay cái đợt này, ngay cái nhánh này là ba chi á bà con. Cái này cũng chọt hai nữa nè, nên nhìn cái cây nó rất là khỏe ha bà con, nhìn cái cây nó rất là cứng cáp. Cái gốc thì có gốc thì nó to hơn tí xíu, còn có gốc thì nó nhỏ hơn. Giống như cái nhánh này nó nhiều, nó ba cành thì nó sẽ nhìn thấy nó nhỏ hơn, còn cái bên đây thì nó hai cành thì gốc này thì nó nhìn nó to hơn ha bà con. Nhưng mà hoàn toàn nuôi lại hết. Còn cái khoảng cách trồng sabo thì chúng ta nên trồng 6 mét nha bà con. 6 mét nhân 7 mét ha. Khoảng cách trồng lý tưởng của cây. Thể loại sabo thì ăn rất là lâu năm nha bà con. Tuổi thọ của cây sabo Mexico có thể là trên 20 năm nha. Chúng ta chăm sóc tốt thì có thể là ăn tới 30 năm. Cây càng lão thì trái nó càng sai, nhưng mà trái nó hơi nhỏ nha bà con. Nó không có to giống như cái năm thứ 8 đến thứ 10 ha. Cái cây nó sẽ trái to hơn rất là nhiều. Rồi Ly sẽ xin nhắc lại địa chỉ của trung tâm cây giống một lần nữa. Địa chỉ của trung tâm cây giống được đặt ở ấp 3, xã Tân Bình, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang nha bà con. Cô chú anh chị đi hướng từ ngã tư Cai Lậy chạy vào thì bên trung tâm cây giống sẽ nằm mé bên tay phải. Còn đi hướng từ Mộc Hóa, Tân Thạnh, Long An đi ra thì bên trung tâm cây giống sẽ nằm mé bên tay trái. Cô chú anh chị có gì thắc mắc không hiểu thì cứ vui lòng gọi vào hai số điện thoại trên nha bà con. Bên trung tâm cây giống sẽ hỗ trợ và giải đáp thắc mắc cho quý bà con chúng ta một cách nhanh hơn và sớm hơn. Nếu như cô chú anh chị nào mà cần bên trung tâm cây giống đến tận vườn để chăm sóc vườn hoặc trồng cây trực tiếp cho quý bà con thì cứ gọi vào hai số điện thoại trên nha. Bên trung tâm cây giống sẽ đến tận vườn để trồng cây trực tiếp cho quý bà con ha. Rồi cô chú anh chị nào đang xem video thì nhớ cho Ly xin một nút đăng ký để luôn luôn cập nhật những cái video mới nhất từ bên trung tâm cây giống up lên. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại vào 18:30 hàng ngày nha bà con, đi tiếp tục chia sẻ cho quý bà con chúng ta nhiều hơn.